phi công hãng hàng không Tân Tây Lan ngủ gật khi đang bay qua Đại Tây Dương tiến từ Wellington. Hãng hàng không Air New Zealand cho biết là phi công của chiếc Boeing 777 đã ngủ gật trong buồng lái trên chuyến bay từ London tới Los Angeles, nhưng không ảnh hưởng tới an toàn của chuyến bay. Hãng hàng không cho biết là phi công đã từng bị báo cáo ngủ gật 2 lần trên chuyến bay qua Đại Tây Dương vào năm 2011, nhưng hãng cũng nói rằng ông không phải là phi công duy nhất trong buồng lái. Tài liệu của cơ quan hàng không dân dụng Tân Tây Lan cho biết, viên phi công đã đổ lỗi rằng ông đã phải đổi phòng khách sạn 3 lần trong đêm vì máy lạnh bị trục trặc. Bộ trưởng Giao thông Gary Broly nói rằng vụ việc không phải là điều tốt cho danh tiếng của hãng hàng không. Truyền thông Tân Tây Lan đưa tin chi tiết về vụ việc chỉ được công bố sau khi yêu cầu của cơ quan hàng không dân dụng theo luật thông tin chính thức của Tân Tây Lan. Cơ trưởng của hãng Air New Zealand David Morgan cho biết viên phi công đang bị xem xét ngủ gật trong khoảng 1 phút trong mỗi dịp. Truyền thông địa phương trích dẫn lời của hãng Air New Zealand đưa tin viên phi công sẽ không bị kỷ luật vì họ muốn nhân viên của mình cảm thấy tự tin để có thể báo cáo những vụ việc tương tự